7. Tham cầu hiểu biết túc mạng. Kinh văn: Hữu thiện nam tử thọ ấm hư diệu, bất tao tả lự viên định phát minh, tam ma địa trung tâm ái chi kiến, cần khổ nghiên tầm tham cầu túc mạng. Việt dịch: Lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa tâm thích được thêm nhiều hiểu biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp trước. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy, trong tam ma địa tâm ưa thích được thêm nhiều sự hiểu biết. Trong định hành giả ham muốn hiểu biết thêm nhiều vấn đề, mong có được sự thông hiểu về đời sống trong những kiếp trước, anh ta dùng hết nỗ lực để công phu không sợ khó nhọc, nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp trước. Kinh văn: Nhĩ thời thiên ma hậu đắc cầu tiện, phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân thủ bất giác chi ma trước, diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu chi, thiện nam tử xứ phu tỏa thuyết pháp. Việt dịch: Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gá vào thân người ấy, và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. Giảng: Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gá vào thân người khác, và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào, hoàn toàn không biết rằng thân xác mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến, tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết bàn, nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp.